hôm nay chúng ta sẽ đến quán Ajimi Sokudo, nhà hàng nổi tiếng về món sashimi tê shoku ở gần Yokosuka Museum. Đây, nó là địa chỉ của quán Ajimi Sokudo đây. Nó là quán nằm gần cái nó nằm bên bờ biển, dọc biển, và nó gần bảo tàng nghệ thuật của Yokosuka. Thì cái quán này rất là được nhiều người review và nổi tiếng luôn á. Nhiều review 4 sao trở lên thôi mà cái dân local ở đây là người ta recommend mình là đi đến quán này. Quán này đối diện như family mà. Ok, từ nhà mình đi thì mình sẽ bắt đầu đi bằng xe bus. Bên này hiện đại lên xe bus tự động, không cần người sắp xếp. Cái quán này nổi tiếng lắm, rất là nhiều người tới đứng chờ, đứng xếp hàng đợi nè. Ngay cái đầu dãy đợi, cái chỗ mà gần vào cửa á, là nó sẽ để một cái ghế nhỏ nhỏ cho người ta ngồi xuống, hai cái ghế chứ, hai ghế cho người ta ngồi để người ta đợi. Còn những người sau thì đứng xếp hàng. Cho tụi mình đợi đâu khoảng cỡ hình như là cũng phải 40 phút hoặc hơn á, đợi lâu lắm luôn. Nhưng mà mình thấy là không ai ở đứng ở đây mà không có kiên nhẫn mà không đợi hết trơn á. Người ta rất là kiên nhẫn đứng đợi. Và một hàng khá là dài, là tại vì cái quán này rất là nhỏ. Bên trong quán thì nó chỉ có 2 cái bàn, 4 ghế, còn lại là một quầy ba là có 6 ghế đơn. Cho nên là cái quán này mỗi lần quán này phục vụ cỡ tầm cỡ 10 người thôi. Cho nên là mọi người đứng xếp hàng đợi. Bên đây là bên trong quán có cái dán menu này, menu các món là biết kiểu bằng tay mình chỉ cần kiểu uống từ quán. Cầm con cá, không biết cá đó là cái gì. Đây là quầy ba này, quầy ba này là có 6 ghế ngồi nè. Chú cầm con cá mà mình không biết nó là cái gì, mình hơi bị mù mù về cá. Cái quầy ba nó nhỏ nhỏ, quán khá là nhỏ, đúng theo phong cách truyền thống của quán Nhật. Ở quán thì nó có báo ở đây là món là sashimi cá và sashimi octopus. Octopus là gì? Đây là bia ở Nhật lạ ở chỗ là hơi kiểu phong cách nó giống bia tươi của mình nhưng mà uống nó ngon lắm cơ. Mà không hiểu là cái ly người ta đã ướp cho cái ly nó lạnh sẵn rồi, hay là khi mà rót bia vào là cái ly nó lạnh như vậy. Mà cái quay cầm của nó là cũng lạnh hẳn luôn á. Rất là lạnh khi cầm vào cái tay quay cầm, nhưng mà uống vào thì bia thật sự là rất là ngon. Mình không phải là người ham uống bia hay là hay uống bia gì hết, nhưng mà thấy uống bia này rất là ngon, là rất là thích. Còn bia ở Việt Nam, Heineken, bia Sapporo hay những cái bia khác mình uống không, bia Casper uống cũng không được, chỉ có uống được bia Đức. Bia Đức thì hơi đắng, và cái bia này là mình rất thích. Okay. Món ăn ra rồi nè. Đây mình gọi món là cá sashimi teisuku. Ở bên Nhật teisuku là nó sẽ có một món chính nè, rau ăn kèm, một chén súp và một chén cơm. Đây là cá gì mình quên mất tiêu rồi, mình không có nhớ tên. Nhưng mà cá này rất ngon. Mình gọi một ly bia thì nó sẽ bonus, nó sẽ đưa cho mình một cái chén nhỏ á. Cái này là cái chén nhỏ mồi nhắm của nó là bạch tuộc luộc, ngon lắm. Còn cái món này là món thứ hai là sashimi bạch tuộc. Mình rất thích sashimi bạch tuộc. Hai món này mình rất là thích luôn. Đây là món ăn hai đứa này. Trời ơi, ăn rất là ngon. Sashimi tươi, rất là fresh, tươi. Bia cũng ngon nữa, mà mọi người không bất ngờ là nó cho mình cái đồ nhắm nữa cơ. Rất là hài lòng ở quán này. Mình sẽ quay lại cái quán này mình ăn nữa. Rất là thích quán này luôn á. Mọi người cũng nên ghé thăm quán này để ăn một lần cho biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Cỏ. Mọi người nhớ ấn nút subscribe và like video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau.